xin giới thiệu về Hoàng Minh. Đây là một cái máy in bao gồm chức năng là in bạc, in đề can, in đề can trong, in đề can sữa. Muốn mở máy in á thì mình phải mở nguồn trước. Lúc đó mình sẽ gạt cái này lên để cho máy nó sẽ chạy qua kia. Và mình sẽ bật nút. Có hai nút, hiện tại ở chỗ này có hai nút. Một nút đóng và một nút nguồn. Nút nguồn là nút màu đen. Khi mà mình đã quay được cái nút đóng mình á, mình sẽ bật nguồn lên. Khi mà bật nút nguồn lên, xì điện nó sẽ vô.